trong khoang xe, những người này ngồi im lặng, không hề nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên, tiếng khóc của một đứa bé đã thu hút sự chú ý của họ. Trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ sợ hãi, một người đàn ông chọc đầu bước lên, muốn ôm đứa bé đi. Những người khác không những không ngăn cản, mà còn kéo người phụ nữ lại. Xem ra là muốn bỏ đứa bé ra ngoài, người phụ nữ nói muốn đi cùng đứa bé. Cô ấy ôm con bước xuống xe, mọi người đều nhìn người phụ nữ qua cửa sổ. Bên ngoài là một mảng tối mịt, không thể biết được ở phía trước có thứ gì. Đột nhiên núm vú của đứa bé rơi xuống đất, tiếng khóc lớn của nó làm cho phía trước xuất hiện tiếng động của sinh vật lạ. Người phụ nữ sợ hãi nhanh chóng chạy về xe, người trong xe đều tận mắt nhìn thấy tất cả cảnh đau thương này. Còn những người ở nhà đều đang xem tin tức. Vài nhà khoa học thám hiểm hang động đã làm nổ một tầng nham thạch cổ. Bên trong tầng nham thạch cổ đã bị niêm phong hàng triệu năm. Sinh vật lạ không ngừng từ đó bay ra. Chúng không có mắt, chỉ dựa vào âm thanh để đi săn ăn thịt con người. Cả nhà họ lập tức lên kế hoạch trốn thoát. Họ thu dọn xong đồ đạc rồi lên xe, hai chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi. Khi đi đến trạm đổ xăng, Hugh dặn dò mọi người đừng xuống xe. Cô con gái Ellie xin dẫn chú chó đi tiểu. Sau khi Ellie xuống xe, Hugh bước qua thăm cậu con trai rút. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau. Lúc này, ở chỗ Ellie xảy ra sự cố, chú chó sủa điên cuồng không ngừng. Có một người đàn ông cầm súng muốn cướp bóc. Mọi người biết tin nhanh chóng chạy đến, mấy người họ rằng co không thôi. Người đàn ông giận dữ nổ súng chỉ thiên. Hugh cố thử đàm phán, người đàn ông này muốn chìa khóa xe. Hugh đã thỏa hiệp. Lúc này Glenn bước đến, bắn một phát vào người đàn ông. Chú chó thừa cơ xông vào cắn, Hugh vội vàng kéo nó ra. Glenn tức lấy khẩu súng, người đàn ông van xin đưa ông ta đi cùng. Nhưng mọi người không quan tâm đến ông ta, lái xe đến một nơi an toàn. Rút đã bị dọa sợ, sau khi xuống xe lập tức ôm chầm lấy bố và mẹ. Sau đó, rút quay lại xe của bố, cả nhà tiếp tục chuyến bỏ trốn. Họ lái đến vùng quê, đột nhiên ở phía trước có một đàn hươu lao ra. Cả người lẫn xe của Glenn đều bị lật. Cả nhà nháo nhào xuống xe, Hugh và Kelly xuống đi xem xét tình hình. Hugh nghĩ cách cứu Glenn nhưng không làm gì được. Kelly đứng bên cạnh gọi điện thoại. Glenn bảo Hugh đưa súng cho ông ấy. Glenn cầm khẩu súng tự mình uy hiếp họ, bảo họ nhanh chóng đi đi. Hugh bất đắc dĩ phải đồng ý cùng Kelly đi lên, chuẩn bị đi đến nơi khác để tìm dụng cụ cắt kim loại. Sau khi lên xe, lông trên người chú chó dựng đứng cả lên, sủa mãi không ngừng. Ellie cảm thấy có điểm bất thường, bảo bố nhanh chóng tắt máy. Đột nhiên, ở bên cạnh cửa của rút có một sinh vật lạ xuất hiện tấn công họ. Chú chó không ngừng sủa, đám sinh vật giống y hệt loài rơi nhưng không có mắt. Ngày càng nhiều xuất hiện hơn, tình hình ngày càng nguy hiểm. Đám sinh vật này bò khắp xe tấn công người trong xe. Glenn nghe thấy tiếng động liền nổ súng thu hút bọn sinh vật đến đây. Lũ sinh vật nghe theo tiếng súng rời khỏi xe. Glenn chắc chắn không cứu được nữa rồi. Nhưng chú chó vẫn sủa. Hugh không nhẫn nại nổi nữa, chạy ra phía sau. Đầu tiên là ôm lấy chú chó, ý muốn ngăn nó lại. Cuối cùng chọn cách mở cốp sau ra, bỏ chú chó vào đó. Ellie ôm chầm bà ngoại Lynn khóc nức nở. Mọi người đành phải ngồi trên xe im lặng chờ đợi. Hugh ngồi không yên, muốn bước xuống làm gì đó. Ông nhẹ nhàng, nhẹ nhẹ đẩy mở cửa xe. Sau khi bước ra, Hugh rón rén nhẹ nhàng. Nguy hiểm rình rập, sợ rằng nếu không cẩn thận thì cả nhà sẽ chết không toàn thây. Nhưng ngay lúc này, Lynn lên cơn hen suyễn, bắt đầu ho khùng khục. Mọi sự cẩn thận đều tan thành. Sinh vật lạ bắt đầu tấn công, may mà chỉ có một con. Hugh nhìn thấy phía sau có một cái thanh sắt. Ông từ từ chậm chậm lùi lại. Ông biết nếu không hành động ngay thì mọi người đều sẽ xong đời. Sinh vật giang rộng hai chi tựa như đang nói, ngươi có chạy kiểu gì thì cũng không thoát khỏi ta đâu. Hugh nhặt thanh sắt lên, ném ra xa một thước. Ngay lập tức sinh vật bay đến. Lập tức cắn liền hai cái. Không ngon, bỏ đi, bay đi thôi. Hugh rón rén quay vào trong xe, mọi người bắt đầu bàn bạc trốn thoát theo con đường cao tốc 11 sơ khai nhất. Còn phải tranh thủ thời gian tìm nơi ở, Hugh xuống xe trước đi qua thăm Glenn. Nói với ông ấy là họ phải đi rồi, hãy giúp chúng tôi một lần cuối cùng, anh hãy cháy đi nhé. Sinh vật lạ bị thu hút bay đến, vừa đúng lúc chiếc xe nổ tung, cả nhà họ đã đến được vùng đất bằng, dừng lại nghỉ ngơi một lát. Mọi người chỉ có thể nhỏ giọng nói chuyện. Giao tiếp bằng tay là một sự lựa chọn rất tốt. Lúc này, rút phát hiện ở cách đó không xa có nhà người dân, vui mừng chạy qua thì bị bố nhắc nhở phải nhẹ nhàng. Hugh nhìn thấy căn nhà, dẫn mọi người đi qua đó. Màn đêm sắp buông xuống, chuyện này đối với họ mà nói là cứu mạng, họ cũng là thử thách. Đi đến bên ngoài căn nhà, họ lại không cẩn thận nhấn chuông. Sinh vật lạ bay đến, bà cụ trong nhà nghe thấy, cầm khẩu súng chạy ra. Nói không cho bất cứ ai vào, kết quả là xảy ra bi kịch. Nếu như không yêu, xin đừng tổn thương nhau. Đã không giúp thì đừng nói lời cay độc. Thế là bà cụ đã bị đánh chén. Họ đi đến trước một đường ống, Hugh thăm dò trước đi qua bên đó xem. Cuối cùng, đã đến được nơi an toàn. Sau khi xác nhận không có mối nguy hiểm nào, vẫy tay bảo mọi người nhanh chóng đi qua. Từng người lần lượt đi theo. Bỗng nhiên, ở phía trước có một con rắn chuông. Tiếng của con rắn chuông ở trong đường ống này vang to gấp mấy lần.
mọi người đã bị phát hiện một con sinh vật lạ bay vào, cắn một cái trúng con rắn chuông, cứ tưởng là không sao rồi. Không ngờ Kelly đã bị cắn trúng, âm thanh ngày càng lớn. Mọi người bị tấn công cả trước lẫn sau. Hugh khởi động máy kéo, lũ sinh vật lạ bị cuốn vào trong máy, cả nhà an toàn vào được căn nhà. Kelly bị cắn ngay chân, máu thịt be bét, do không có thuốc nên Kelly không chịu nổi nữa. Ngày hôm sau, Hugh dẫn con gái Ellie đến thị trấn gần đó tìm thuốc kháng sinh. Hugh rón rén mở cánh cổng sắt cố định trên mặt đất. Hai người ra được bên ngoài. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, trên đường dây điện cao áp chi chít toàn là. Thị trấn này vắng vẻ hoang vu. Họ đi thẳng vào hiệu thuốc. Lúc này có một giáo sĩ lén lút nhìn chằm chằm họ, làm cho tôi nổi cả da gà. Hai bố con y hệt trộm đi vào trong hiệu thuốc. Gã giáo sĩ đó vẫn đang nhìn chằm chằm. Khi tìm được thuốc, Hugh vội vàng cất đi. Ellie ở bên cạnh không biết đang mở chiếc túi gì. Có tiếng động vang lên thu hút vài sinh vật lạ đến. Sinh vật ở phía trên lại dang rộng hai chi. Ellie nhìn xung quanh, nhìn cả phía trên, ý muốn bảo bố châm lừa. Ellie cầm cây lau nhà qua để góp sức. Hugh rút hộp quẹt ra đốt cây lau nhà, giơ lên trên. Đầu báo cháy được khởi động, hai người an toàn trốn ra được. Lúc này, giáo sĩ bước qua chặn họ lại, lấy ra quyển sổ. Mỉm cười nham hiểm, mời họ tham gia vào giáo phái im lặng. Còn nói Chúa có thể đến giải cứu, đủ thứ chuyện lung tung gì đó. Hugh dẫn con gái thẳng thừng rời khỏi. Gã giáo sĩ há miệng ra, trời má ơi, ghê quá, không có lưỡi. Không lâu sau, chân của Kelly đã hồi phục được một chút. Hôm đó, giáo sĩ dẫn theo một đám người đến, nở nụ cười giả tạo. Hugh ra ngoài gặp họ, giáo sĩ lại lấy ra một quyển sổ, mời gia nhập giáo phái im lặng. Hugh nhận lấy quyển sổ, thẳng thắn từ chối. Hugh định đi vào nhà thì giáo sĩ bảo ông đợi một chút, viết thêm một câu. Cô gái này có thể sinh sản, nói tôi thì được nhưng đụng chạm đến con gái tôi thì không được nhé. Hugh tức giận xoay người bước vào lấy khẩu súng ra. Giáo sĩ viết dòng chữ xịt còn há to miệng khiêu khích. Sau đó cười nham hiểm bỏ đi. Buổi tối, sấm chớp ầm ầm, mọi người đều đang ngủ say, có cảm giác hơi đáng sợ. Hugh ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ, không thấy điều gì kỳ lạ, nhìn lại lần nữa có một cô gái đứng trước cửa. Cả nhà tốt bụng cho cô bé vào nhà. Mọi người lần lượt hỏi nhưng cô bé im lặng không nói. Mở miệng cô bé ra thì mới biết cô bé là người của giáo phái im lặng. Lúc này Ellie thức dậy kéo rèm cửa ra, nhìn thấy trên cửa sổ có dính một chiếc điện thoại. Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên. Sinh vật lạ lao đến tấn công, Ellie hét lên. Nhưng ngay lúc này trên người cô bé kia cũng có tiếng vang lên. Trên eo cô bé có cột đầy điện thoại trên eo. Đúng là độc ác. Ellie đóng cửa lại chạy xuống lầu. Mọi người vội vàng bỏ điện thoại vào trong nước. Vốn tưởng đã im lặng thì lúc này lại có điện thoại vang lên. Không còn cách nào, mọi người đành phải chạy thật nhanh. Trốn xuống tầng hầm, lúc này Ellie bị kẻ khác bắt đi, Kelly và Lynn không ngăn lại được. Kelly bị thương, còn Lynn đuổi theo ra ngoài. Hai bên ẩu đả nhau, Lynn bảo cháu mình chạy trốn, còn mình lớn tiếng la hét thu hút sinh vật lạ đến, chết cùng với họ. Kelly chạy ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng. Hugh chạy ra ngoài thì Ellie lại bị bắt, trời bắt đầu đổ mưa to. Hugh và Kelly dẫn theo con trai đến cứu Ellie, đánh nhau với đám giáo phái im lặng. Hugh cầm thanh sắt đâm một cách tàn nhẫn. Hẳn là rất hận gã, động vào tôi thì được nhưng động vào người nhà tôi thì xác định đi. Hôm sau, họ bắt đầu hành trình đi trốn. Họ dự tính đến nơi tránh nạn ở phía Bắc. Ở đó nhiệt độ thấp, lũ sinh vật lạ không thích giá lạnh. Nhưng ai có thể chắc chắn 100% rằng, chúng sống lâu dài ở nơi không có người. Liệu có tiến hóa, dần thích nghi với giá lạnh hay không? Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!